Thì quý cô chú anh chị thì theo thắc mắc thì đây chú Ba có chừa cái cửa sổ trước cho anh nhân nha. Đó thì cái sao mà không chịu sửa bên chỗ cửa sổ đó, thì ở đây là ngoài ruộng quý cô chú anh chị, thì ngoài ruộng sẽ phun thuốc sâu hàng phun thuốc sâu rồi chú Ba mới không có chỗ cửa bên hông, bên đây cũng vậy đó, thì sẽ sợ ảnh hưởng đến con của anh nhân. Đó, thì nhiều khi gió lùa gió vô quá thì sẽ ảnh hưởng hả chú Ba. Thì hôm nay chú Ba cũng đã giải thích thì cái vụ cửa sổ. Đúng rồi, thì nói chúng ta làm thì thiếu kỹ thuật, cái theo đúng ra là không phải là mình hạ tiện một cái cửa sổ hoặc là làm không phải đúng kỹ thuật hay không đi đúng kỹ thuật, nhưng mà mình muốn làm cũng đủ cửa sổ lắm, nhưng mà cái là chỗ này là ngoài đồng ngoài lúa quá, rồi xịt thuốc rồi một cái nữa, rồi nóng nữa, để cửa sổ thấy gì nó nóng lắm Dạ á. đúng rồi. Làm gì nha anh? Em pha cà phê. Pha cà phê. Dạ. Chào cô nha. Bữa nghe anh Nhân nói cô bệnh đó hả? Bệnh đi khám gì hồi nãy, Dạ, rồi sao cô ha? ta cho thuốc uống từng phải không, bớt thì đi nhập viện Dạ. vì mình nặng rồi, Mình bác sĩ. gan nó ấy, mình ăn uống gì không được á, đi tiểu không được luôn, tiểu ít quá rồi người ta cho thuốc uống tận rồi không bớt thì nhập viện đi hay sẵn. Bữa hôm sốt hai lần hai ngày mà chủ nhật đi người ta không có tái khám, vì giờ mua thuốc ở ngoài uống đỡ đỡ mấy hồi sáng đi khám, vì người ta nói vậy đó, khám người ta nói cho thuốc uống tận đỡ không đỡ gì, mình đi khám lại mình nhập viện. Bây giờ không ấy cô thử theo cách của con như thế nào ha, thì con biết thì sao con chỉ cô lại như vậy. Thì bây giờ cô nên đừng ăn thức ăn, giống như là đừng ăn thức ăn quá là mặn, mà giống như thịt cá mình giảm bớt lại, Không có ăn được. không ăn được luôn đúng không? Bây giờ cô nấu cháo, À, nước mắm kho quẹt rồi ăn với cháo vậy ăn được. đừng ăn nước mắm luôn nha, cô đừng ăn nước mắm luôn. Tôi ăn thịt ăn cá gì ăn không được đó, Dạ đâu có dạ ăn đâu. bây giờ ví dụ như bây giờ cô gắng kiên trì cả một tuần đi, ví dụ như bây giờ cô, tại vì ở đây mình không có cái gạo, mà gạo lứt mà đen á, gạo lứt đen ở đây mình không có đó cô ha. Bây giờ cô tạm thời mình sử dụng gạo trắng mình đỡ đi, cô nấu cháo thì nó hơi loãng á, rồi mình húp ha, cô húp cháo đó đó loãng nha, nó ấm ấm đó mình húp trong vòng thử kiên trì một tuần, rồi mình uống nước á, mình uống nước đun sôi. Rồi nếu mà để con hỏi cho có thuốc nam á thì con sẽ chỉ cô thuốc nam, thì hiện tại giờ thuốc nam con chưa biết cô là bị như thế nào, con không chỉ được đó. Bây giờ mình thì con chỉ cô như thế, tại vì á cái gan mình nó ảnh hưởng á, nên mình ăn cái gì nó cũng hơi khó chịu. Bây giờ không ăn thì nó đói, ăn thì nó mệt, cái bụng nó cứng nè, vậy nè. Bây giờ cô hãy kiên trì á, đừng ăn cơm với thức ăn ha, cô ăn chay đi, ví dụ như mua mấy miếng đồ chay đó cô, về mình ăn chay, ví dụ như buổi trưa buổi sáng mình húp cháo, mình húp cháo loãng đó cô, mình nấu hơi loãng nha, đừng nấu đặc quá, nó hơi loãng chút cái mình húp đó, rồi chiều mình lại húp tiếp đó, khi nào miễn khi nào mình thấy đói mình húp đó cô, rồi mình nấu uống nước thì mình nấu uống nước đun sôi đó, mình cho nó tẩy đi cái dịch ở trong người mình đó, giống như là cái dịch bệnh đó cô, cho nó tẩy đi, rồi mình hãy uống thuốc chữa trị cô ha. Chứ bây giờ cô mà ăn thức ăn gia vị nhiều quá đó, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tại vì gan mình nó đã bị ảnh hưởng rồi đúng không cô, bác sĩ nói. Bây giờ nó ảnh hưởng nó mệt vậy, nó bầm tím hết trơn nè, Dạ coi nè, gì đó bầm hả nhóc cô, mình hơn trơn luôn. kỳ vậy đó ha. Mệt là nhức mỏi là nó gan vậy đó, Dạ gan vậy đó, nó bầm hết trơn luôn vậy. để con sẽ tìm hiểu giùm cô cái bài thuốc gan hả cô, mình bị gì gan, Bị sơ gan, bị xơ gan. sơ đó lâu năm rồi mình không biết á, Dạ tới chừng ổng mất nè rồi nó sưng, cái bụng nó sưng á dạ mới đi khám mới biết đó, dạ vậy nếu ta ấy nói thì mình lâu rồi á. dạ con sẽ
tìm hiểu được cái bài thuốc trị gan, giờ con sẽ chỉ lại cho cô nha. Thì cái gan mình ảnh hưởng đến sức khỏe dữ lắm. Tại vì bây giờ mà cô mà ăn đồ mà đồ ăn á nha, mà có nhiều chất vitamin nó cũng không có nên nữa cô. Mình ăn chay đi. Cô con khuyên cô mình hãy ăn chay đỡ thời gian đi nha cô. Đừng có ăn cá ăn thịt nữa. Không, hồi nào bây giờ cỡ 2-3 tháng nay rồi tôi không có ăn cá ăn thịt gì đâu. Dạ. Ăn không được. Mình ăn chay đi cho lấy lại sức khỏe, giống như là cho nó khỏe khắn con người, rồi đầu mình trị thuốc vô cho mới hợp lại. Chứ bây giờ mình nóng trong người á, đi tiểu nó ít. Dạ. Giống đi ra máu gì đó. Dạ. Nó ít ít à. Dạ. Đi nói với bác sĩ hay sáng gì đó. Sắn dây, bột sắn dây á, cô biết bột sắn dây không? Bột sắn dây. Cái này phải kêu anh Nhân đi kiếm ra chỗ tiệm thuốc á, kiếm bột sắn dây ở ngoài thuốc bắc hay gì á. Về cái mình nấu thuốc uống cho mình xải tiểu, hải tiểu á cô. Ha. Giờ mẹ anh Nhân cũng đang mắc chứng bệnh khá nặng á quý cô chú anh chị. Thì Hồng Cao sẽ tìm hiểu coi cái bài thuốc gan nó như thế nào để Hồng Cao chỉ cho cô quý cô đây. Mẹ anh Nhân á được biết và uống để cho chị được hết bệnh của chú anh chị. Thì bị sơ gan quý cô chú anh chị, mẹ anh Nhân thật là tội nghiệp nha quý cô chú anh chị. Dạ anh chào cô ha. Ủa anh chào chú ba nha. Chào anh Nhân. Ồ bữa nay dán gạch tô luôn ở trên phần trước rồi nè quý cô chú anh chị ơi. Ồ thì em cũng xin chào quý cô chú anh chị. Thì đây giờ hôm nay hôm qua em đi Trà Vinh không có đến ghi hình cập nhật được, mong quý cô chú anh chị thông cảm. Thì hôm qua Hồng Cao đi Trà Vinh để mà tìm đến chỗ ở Cha Tường phòng khám đó để mà chữa bệnh cho vợ anh Giang đó quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Hồng Cao đến để mà ghi hình cập nhật nhà anh Nhân. Dạ thì quý cô chú anh chị thì theo thắc mắc thì đây chú Ba có chừa cái cửa sổ trước cho anh Nhân nha. Đó thì cái sao mà không chịu sửa bên chỗ cửa sổ đó. Thì ở đây là ngoài ruộng quý cô chú anh chị. Thì ngoài ruộng sẽ phun thuốc sâu hàng phun thuốc sâu rồi chú Ba mới không có chỗ cửa bên hông, bên đây cũng vậy đó. Thì sẽ sợ ảnh hưởng đến con của anh Nhân đó, thì nhiều khi gió lùa gió vô quá thì sẽ ảnh hưởng hả chú Ba. Thì cái sổ nhà đặt không được, cái kia nó đặt không được. Tại lý do là mình cái cửa này cái cửa cái cửa sổ này cái quá bự rồi. Dạ. Yeah. Mét 2. Vì đặt bên đó nữa thì ở đây ngoài đồng mình người ta làm lúa, người ta xịt thuốc xịt gì nhiều lắm. Yeah. Chứ ánh sáng là khỏi nói, ánh sáng là một cái cũng sáng luôn. Thí dụ ở đây là ngoài đồng quá mà. Sáng mà. Quá sáng luôn á. Không có nhà ai đâu. Vì yeah. Một cái đại cửa sổ nhiều quá cũng đâu có mở được nhiều đâu. Mở thì phải tôi xịt thuốc xịt gì vô hại đến hai bé nhỏ nữa. Tội nghiệp, mình phải an toàn. Vừa làm thì an toàn chứ không phải là không muốn đặt đâu. Đặt yeah. Mà được hết trơn á. Ở đây mà cái con gì? Mùa hồng. Trong lúa là mở ống đèn là đầy nhà luôn. Nghẹt đó. Cái ton luôn nè, cũng biết cô chú anh chị. Đó, nó nồng. Nó bu nghẹt ton hết trơn luôn nè. Ý là không có mở đèn nữa nha. Đóng tôn nghẹt hết trơn. Nó mở ngoài á nghe chưa, mở nhà, nếu mở nhà là nó bay vô đầy luôn. Dạ. Đi để kiến bích cái này đồ nè, nó vô cái đường này nè. Nhưng mình để cửa sổ càng nhiều quá thì mình cũng đâu có mở, mà để ánh sáng là nó sáng dữ lắm rồi. Thì nhà chống lạnh mà. Dạ đúng rồi. Gió sợ gió nó sợ sáng, sợ gió dữ lắm. Cửa sổ cửa cái cửa sổ mặt tiền á là chú Ba chừa khá là to quý cô chú anh chị. Thì ánh sáng thì quý cô chú anh chị nhìn cũng đã thấy thì ánh sáng khá là cao, không có tối nhà đâu quý cô chú anh chị ha. Thì nếu mà chỗ thêm cửa sổ thì sẽ hai cái cửa sổ bìa thì đổ đan rồi, mà tại mình chưa có đặt được. Dạ. Có chuẩn bị với bàn thờ rồi đổ rồi hết rồi. Dạ. Để mình gánh đặt, bây giờ lo dán gạch chứ đặt cái cửa ngày mai đặt cửa cái. Dạ. Thì cửa sổ bếp với cửa sổ buồng á chú Ba có để cái lam ở trên nha, chứ không có nha quý cô chú anh chị. Ngoài đồng là phải chèn mới. Dạ, chú Ba có đặt nha, tại vì chưa có làm tới nên chú Ba chưa có để, mong quý cô chú anh chị thông cảm. Thì hôm nay chú Ba cũng đã giải thích thì cái vụ cửa sổ. Đúng rồi, thì nói chúng ta làm thì thiếu quy tịch, cái theo đúng ra là không phải là mình hạ tiện một cái cửa sổ hoặc là
là làm không phải đúng kỹ thuật hay không đi, đúng kỹ thuật, nhưng mà mình muốn làm cũng đủ cơ sở lắm, nhưng mà cái là chỗ này là ngoài đồng ngoài lúa quá, rồi xịt thuốc rồi một cái nữa, rồi nóng nữa, để cơ sở thấy gì nó nóng lắm á. Dạ đúng rồi. Nè kiếm nó tại nóng. Hai bên xói về là nóng, nhà này là nóng nguyên ngày luôn. Dạ, đúng rồi. Tối mới mát thôi, sáng nóng thì ngoài đồng ngoài ruộng mà đâu phải. Dạ. Ở gần chợ mình đâu, kiếm cái lỗ thông gió, sợ cái này khỏi đâu, trúng cửa không gió vô nữa. Theo ý nhìn sao, có muốn chỗ thêm cửa sổ không? Không, em vậy em hát. Tại vì thuốc này con xịt thuốc bay lắm. Tới mùa nó xịt máy bay á, bay lắm. À xịt bằng máy bay luôn hả? Xịt máy bay luôn kìa. Máy bay bay dữ hơn xịt tay nữa đó. Có là hết á. Rồi một lần em mở đi nhà đá em xịt thuốc, người ta xịt thuốc làm chịu anh nhà em mở. Ảnh hưởng đến con ha. Bởi vì quý cô chú anh chị cũng thấy nè, đây là ngoài đồng trống. Nó thì thả máy bay một cái, một thì nó bay phun thuốc á, khá là nguy hiểm của chú anh chị. Nên chú ba cũng đã thiết kế đầu tiên là bít cái không có chỗ cửa sổ nhiều. Chỗ cửa sổ nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng, và với lại nóng. Tuy gần biết gần mình để đóng cửa nhưng mà ánh sáng nhiều quá cũng nhìn cũng không mấy gì muốn không? Giống nhà mẹ em gì đó, giờ đâu có ở trong nhà. Đúng mà. Nóng mà. Nóng. Nhà. Nóng. Đó thì nếu mà chỗ nhiều quá thì sẽ nóng không quý cô chú anh chị, tại vì mình ngoài ruộng chứ không phải là ở thành phố. Nếu mà ở trong thành phố thì mình chỗ bao nhiêu cũng được. Đúng rồi, tại nếu mình không có nhà sát sát nhau, không có gió và để cửa sổ nhiều. Còn đây là gió là khỏi nói đâu, có sợ tống tống nóc nhà, bởi vì làm cái cấu là phải đà với đổ kẹo phải hai cái sắt. Cái vô đằng tay xong hàng lại nữa. Sợ nó gió nó nhịp á. Tại cái đây là mình ngoài đồng mà đâu có nhà ai, đâu có nhà ai sắp bên chơi. Trong lỏng luôn, gió dữ lắm. Bên thì ngủ khơi để máy lạnh đắp mền không à ở đây. Hay mỗi ngày thì chịu nóng tốt, mà ban đêm là ngủ êm lắm. Dạ đúng rồi. Cả 4-5 giờ là mát tới tự à. Mát nha, gạch này mát nha anh nha. Gạch này anh thấy sao anh nha anh? Mẹ em cũng chịu nè. Chịu à. Này à. Này là đúng là bữa Hùng Cao với chú ba với anh Nhân có đi lựa đó cô chú anh chị, thì lựa được gạch này. Thì bạch dẫn ra nhiều mẫu lắm, khi mình thích thôi, thì mình chọn thôi. Chọn nào không nhiều lắm. Phòng chú ba cũng đã dán rồi. Nóng luôn á. Này, cô chú anh chị thấy nè. Đó, thì cửa sổ nè. Nội như thế thôi mà nắng nó trái vô như vậy đó. Ánh sáng khá là cao. Thì nếu mà gờ tay vô nó hơi nóng à. Chứ không phải không nóng đâu quý cô chú anh chị. Đó. Đây con phòng là sáng sủa sáng không biết thế. Gió không? Gió. Gió thì nhưng mà thì bữa mai bữa nay thì nó đổ hết luôn. À gắn cửa toilet ra chứ bà. Có quý cô chú anh chị nói cửa toilet với ngang cửa phòng, thì ngang cửa phòng nó không có ảnh hưởng cô chú anh chị ơi. Thì hồi đó tới giờ cửa toilet với cửa phòng nó không có ảnh hưởng với nhau đâu, đúng không chú ạ? Đây là phòng rửa chén nè. Đây, quay lại một bếp nằm đây. Mở cửa sổ này nè, mình dán gạch thịt nồi trong nồi đưa giờ gió vô luôn nè. Muốn gió vô thì mở là vô ào ào luôn. Nếu mà không mở thì nóng đi. Đó, thì tới khi nào mình nấu nướng mình mới mở. Dạ. À, nấu nướng thì mở. Dạ. Bởi vậy đâu có làm giờ làm thấp thì mình nấu nướng rồi mở là gió vô là mở được. Mở nồi nấu cũng được. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tại có cửa kia cửa gì đó lên cao chút đi để gió vô mát mình thôi, chứ lửa thì rồi gió là tắt á. Dạ. Không chín đâu á. Tại vì theo chú ba lùn nên chú ba đứng ngay chỗ cửa sổ, cô chú anh chị thấy cửa sổ cao hơn chú ba. Như anh Nhân này cao nè, đứng là coi như là cửa sổ nó vừa luôn, phải không? Tại nền này chưa lên đủ đâu mà. Chưa, còn lên nền nữa với cô chú anh chị. Lắp luôn, chưa đủ đâu. Còn lên đây cũng làm xong sớm đặng cha con vô ở. Thì gạch chú ba chừa như vậy nè là nền nó sẽ lên bít thêm miếng gạch chút nữa. Không, nó gạch gọi bằng này thôi. Bằng này. Còn lên này tất là lên cao bằng này thôi. À, bằng cái mí thôi ha. Đó, cao vừa bằng mí. Thì còn lên thêm nữa chứ không.
đó nhà ấy tu âm như nè, xem luôn là có thì dán gạch âm này nó với cô chú anh chị thì có lợi rất nhiều nha. Nếu mà có bụi bặm á gớt xuống luôn, tuôn luôn. Anh mà có lau chùi nó cũng dễ nữa. Không? Không có bằng hơn nhà mẹ em mà cái này lòi ra nó xấu hơn thấy đẹp. Anh thấy cái này đẹp hơn hay là cái lòi đẹp? Đẹp hơn. Cái này đẹp hơn cái lòi đúng không? Nó tiện hơn. Nhà, sáng nhà nó liền cái nhà. À. Bụi mà nó có mấy con thiêu thân đó mà nó bây có gớt cái lau phông lựa màu nào? Lau phông thì chưa tới mà đúng không? Bây giờ lựa chứ rồi thì mình sơn màu lựa ra điện chứ. Để cái gạch giá cột không có rồi. Trắng bông bông không có, bông bông bông. Gạch dán cột thì để ngày mai đi. Nhà nhà quá. Nếu mà nhà quá không đẹp á. Wow. À, đi quay đi coi lau phông nhà con ơi. Lau phông á hả? À. Lau phông thì để hồi về con sẽ coi cũng tatalo. Con có túi tatalo lau phông nhiều. Coi cái mỏng sao rồi yeah. ba cái cho nó hợp với cái nhà cho nó dễ. Chứ bây giờ mà đưa vô cái mình quay phim lên, mình quay hình ghi lên cho cô chú anh chị quý mạnh thường quân xem á, nó chổi nó chớt vớt á. Cũng hơi khó hơn của chú ba. Lựa làm sao mà cho thẩm mỹ giường ở nhà, tại vì mình đã trong nghề mà chú ba ha, nó dễ hơn, lựa phải cho nó đâu đó đàng hoàng theo như hoàng. Dạ theo như thông quên thảo làm phải đâu đó đàng hoàng, lựa đâu đàng hoàng rồi nhỏ phải làm sao cho sạch sẽ đó là lựa một cái nào màu một nó không có nhà. À đúng rồi, nếu mà mình ví dụ như bây giờ mình dán gạch trắng, nền trắng mà đi cái dách đi cái tường nhà mà màu xanh á thì chất quất phải không? Xanh trắng. À, xanh trắng thôi. Đó, chỉ có xanh trắng này, thôi. Này xanh trắng là nó nguyên trang này. Đúng à. Rồi đúng rồi. Nè xanh à. Trắng đây nè. Này xanh trắng. Đâu có sáng trắng đâu này. Này xám trắng. Xanh trắng nè. Dạ. Nó không sáng mà nó cũng không tối. À, không nó sáng, vừa nhà mà mát nhà. À, với lại không dơ. Là trắng luôn á. Gạch này không dơ, nó cũng không cũ. Nó chỉ như vậy hoài. Còn mấy gạch trắng á nha, lỡ con anh cầm cây muỗng hay cái gì đó, gạch ngang đó là chày. Thì sau này thấy sẹo không? Đó. Cái này thì không có đâu quý cô chú anh chị. Gạch này thì không chày. Nó thì tuy rằng nó không mới không cũ nhưng mà nó bình như vậy hoài quý cô chú anh chị. Đó xài thì xài rất là bền. Đó không bám bụi. Thì màu nền á thì em sẽ chọn màu nền thì chắc xám trắng thôi quý cô chú anh chị, cho nó sáng nhà ha, chứ không có cho màu tối, nếu mà màu tối thì nó xấu. Thì cái lau phông á thì mình lựa sau chú ba nha. Mình chưa tới mình đâu gấp ha. Tô xong này hết thì khô rồi sơn nước xong là phông điện vô luôn. À. Đèn 1 2 3 4 5 6 cán đèn. Đèn âm âm vô lau phông á. Đèn âm lau phông. Đèn âm luôn cái ông chơi lại còn tại đây cái con hút nhiều lắm. Bù hông. Đèn nếu mà mở đèn trong nhà thì phải tắt đèn, mở đèn ngoài thì tắt nhà, không ở ngoài ngoài nó bậy vô luôn á. Đúng rồi đúng rồi. Chỗ này là phải mua cái kiếm vô nữa nè. Đúng rồi đúng rồi. Kiếm ngoài kiếm trắng mở NC con vô. Đúng rồi NC con vô. Chắc không có vô đầy nhà luôn. Dạ, khỏi ăn uống luôn nè, nó phút vào đầy tôi luôn. Mở ngoài thì được, sáng con tim mình mở trong phòng được. Ở ngoài đồng người cũng nhiều lắm, chịu hỏi đâu. Thì sau khi nào mà gọi đó thì mình mua miếng kiến mỏng mình dán lên. Miếng mỏng dán vô bông đó đó. Thì ở ngoài ruộng á thì em có bạn chú ba là gắn bóng đèn tròn ở trên lau phông á quý cô chú anh chị. Nếu mà mình gắn đèn bên vách tường á thì bù hông khá là nhiều nha. Bù hông khá nhiều tại vì anh Nhân ở nhà mấy nhà kia có bị không Nhân? Nhà mẹ anh sống hết bao lần luôn. Ngẹt luôn phải không? Nếu mà mình đúng rồi. Đó. Ngoài đó. Ngoài đó, nó mở đèn ngoài đó đó, mở bỏ nhà mà sao nó bỏ đồ đạc đây đó, mở dạ. Đèn sáng sủa đèn một đèn đó, đó. Nếu mà mình để lau phông thì nó đúng không thì nó bám vô lau phông nó ít hơn, nó đỡ hơn, tại vì nó bay lên nó gớt xuống nó đỡ hơn, nó không bám dính cái này cũng đẹp hay bám mà tôn láng cái đó là phông cũng vậy à chơi hoài đó bám cái đó đó. Quá trời nghẹt hết trơn quý cô chú anh chị, mấy cái đen đen đó là bù hông không đó, mấy cái đen đen đó bù hông, quá trời bù hông ở ngoài ruộng ngoài đồng quá trời. Đèn
ăn uống mà không để nó tàn hoàng vô mấy nhỏ ăn là bệnh luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở nhà thì mong đêm là giờ là tối là đóng cửa đi, đừng có mở cửa này, cửa tiếng mà nó vô được đâu. Nó buông ngoài thì nó buông kẹ đó, mở cửa một cái nó vô đầy nhà đó. À, thì thôi thì theo thắc mắc cũng của quý cô chú anh chị thì cũng đã xong, thì giờ em cũng đã cập nhật cho quý cô chú anh chị và quý Mạnh Thường Quân cũng đã thấy thì hôm nay cũng tiến độ cũng khá là lẹ ha, thì giờ chỉ còn tô nữa thôi với gạch mà dán gạch mấy cái chỗ mà cạnh bọng này nọ nữa thôi là hoàn thiện quý cô chú anh chị, rồi sẽ ra mặt tiền. Thì chú ba sẽ ra mặt tiền làm. Thì thôi giờ cũng con cũng xin tạm thời khép video. Cũng xin chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha quý cô chú anh chị. Nhớ đăng ký theo dõi kênh của Hùng Cao. Con xin cảm ơn rất nhiều.